Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 001. Bài đầu tiên của phần oxy hóa ancol bằng oxy, oxy hóa không hoàn toàn. Thế thì xử lý bài toán này, trước tiên các em phải biết được phương trình đã. Đó. Thì ở đây người ta cho các em sẵn rượu rồi, vì thế không phải băn khoăn gì nữa cả. Với bài toán này các em phải đặt câu hỏi rằng rượu đó là rượu gì? Rượu CH3OH hay không phải CH3OH? Lý do vì sao thì thầy phân tích để các bạn hiểu. Với CH3OH thì đây thầy có hai phương trình này. Thì nó tạo ra một cái axit mà axit này là axit duy nhất tráng bạc. Còn với những rượu khác thì axit của nó tạo ra là không tráng bạc. Đó là điểm khác biệt nhất. Vậy với bài toán này luôn luôn là câu hỏi cho thầy là cái rượu trong hỗn hợp này là có phải CH3OH hay không? Đó, đó là câu hỏi mà các em phải giải quyết được thì bài toán này sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Ở đây người ta cho sẵn bài toán này cho sẵn rồi là CH3OH rồi, không phải chứng minh gì cả. Vì thế là thầy thực hiện phương trình luôn. Đây là phương trình thứ nhất, đây là phương trình thứ hai. Số mol thầy gọi là A và B tương ứng phản ứng. Thì các em sẽ hình dung ra được ngay sơ đồ đây. C3OH số mol ban đầu là 0,2 thì thầy tạo ra anhydride là A, axit là B thì nước của thầy tạo ra ở hai phản ứng sẽ là A cộng B. Rượu dư của thầy là C vì phản ứng này không hoàn toàn. Số mol 0,2 này của thầy là thầy tách là một lửa đó. Đó. Thế thì ở đây người ta yêu cầu là gì? Phản ứng tráng bạc có bạc là 0,06. Phản ứng trung hòa thì OH trừ của thầy 0,06. Như vậy mục tiêu chính là các em phải tìm ra được A và B và C. Thế thì các em có đủ số liệu để tìm ra A, B, C. Phương trình 1 là tổng A cộng B cộng C chính là tổng số mol rượu ban đầu là 0,2. Phương trình thứ 2 là phương trình tráng bạc. HCO là 4 bạc, axit formic của thầy là tạo ra 2 bạc. Như vậy kết quả thầy có là bằng 0,6. Phương trình thứ 3 là phương trình trung hòa thì OH trừ của thầy chỉ phản ứng với axit thôi. Kết quả thầy có B bằng 0,06. Giải hệ này dễ dàng, các em tìm được A, B, C. Đề thi yêu cầu tính hiệu suất oxy hóa. Như vậy hiệu suất sẽ bằng số mol phản ứng là A cộng B chia số mol ban đầu là 0,2 nhân 100. Kết quả các em tìm ra được là hiệu suất bằng 90%. Đáp án thầy có là đáp án A.